Mỹ Tâm đã bước qua thời mặt xấu, chị Đài đã chịu chi hơn xưa, diện toàn đồ hiệu chanh xả, thời trang lên hương thấy rõ. Lòng vẫn cứ muốn say vong quay về, em nghe lòng băng giá. Mỹ Tâm là một trong những ca sĩ đình đám bậc nhất VBiz. Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, nàng hoa mỹ tóc nâu vẫn chưa từng giảm đi độ hot của mình khi liên tục có những sản phẩm âm nhạc chất lượng chiếm trọn trái tim người nghe. Nhưng người ta chỉ nhớ về cô với giọng hát đặc biệt với sự cá tính trẻ trung mà thôi. Còn nói về gu thời trang, có thể thấy lối ăn diện của Mỹ Tâm dường như không được lòng dân tình cho lắm. Thậm chí có thời gian, giọng ca nơi mình dừng chân bị cộng đồng mạng chê bai liên tục với lối ăn diện có phần sến sẩm. Xuất hiện ở các sự kiện, nàng hoa mỹ thường xuyên lọt top mặt xấu với những bộ cánh kém hút mắt và diềm dáng. Tuy nhiên, đó chỉ còn là dĩ vãng xa xưa mà thôi. Thời gian qua, giọng ca hẹn ước từ hư vô đã có màn lên hương phong cách cực kỳ đỉnh cao. Theo dõi những hoạt động của cô, có thể thấy nữ ca sĩ luôn xuất hiện một cách đầy cuốn hút và thời thượng. Mỗi lần xuất hiện, Mỹ Tâm đều khiến người hâm mộ phải trầm trồ vì những trang phục tuy tối giản nhưng rất sang trọng. Để ý mới thấy, giọng ca Đừng Hỏi Em đã rất chịu chi khi thường xuyên kết hợp với những phụ kiện đến từ các nhà mốt đình đám. Trong một buổi tập cho show diễn ngoài trời, nàng hoa mỹ tóc nâu từng diện chiếc túi đeo chéo nhỏ nhắn của Burberry có giá trị sương sương gần 30 triệu đồng, kết hợp cùng chiếc đầm cổ lọ trang nhã và một đôi bót da cao. Tất cả đều tâm sự tông nâu ấm phù hợp với tiết trời xe lạnh vô cùng hút mắt. Mặc dù bộ trang phục rất đơn giản, nhưng có thể thấy chúng được Mỹ Tâm mismatch vô cùng kỹ lưỡng và có tính toán. Đâu chỉ mặc đẹp, cô còn biết cách làm mới mình qua nhiều loại trang phục nữa đấy. Có lần Mỹ Tâm trông e ấp và mềm mại như một nàng công chúa trong chiếc váy dài 2 giây, đỉnh hoa thủ công của nhà thiết kế Công Trí. Bộ váy giúp nữ ca sĩ khoe trọn phần xương quai xanh bắt mắt. Khi khác thì cô lại cực quyền lực với bộ vest cổ điển đi kèm nón trọng vành. Hôm nào chán sự cầu kỳ, giọng ca ước gì sẽ ưu tiên những bộ váy tông màu pastel thanh thoát đi kèm chiếc nón bánh tiêu trông hệt một tiểu thư đại cát. Phô diễn hình thể hay ép mỡ không nằm trong từ điển của giọng ca gốc Đà Nẵng. Thỉnh thoảng cô chỉ đổi gió bằng những bộ cánh nửa kính nửa hở chứ không hề quá đà. Có lẽ quyến rũ trong sự cho phép là điều đã giúp Mỹ Tâm dù không làm lố nhưng vẫn lan tỏa sức hút đến với công chúng. Ở phong cách đời thường, chị đẹp vẫn là cô Tâm đơn giản của ngày nào khi rất ưu ái áo thun và quần jean. Nữ đạo diễn phim cũng phối thêm nhiều phụ kiện để nâng cấp độ sang chảnh. Vậy là dù chuộng style năng động, cô vẫn không đánh mất vẻ quý phái và yêu kiều của mình, được mọi người, đặc biệt là các fan đặt cho biệt danh chị đẹp không chỉ với gu thời trang, tính cách thẳng thắn chân thành. Mỹ Tâm trong suốt hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật đã luôn cố gắng tìm tòi học hỏi để mang đến cho khán giả những sản phẩm âm nhạc chất lượng và được nhiều người trong giới chuyên môn đánh giá cao. Sở hữu lượng fan thuộc hàng khủng nhất V-pop năm 2020, kênh YouTube của Mỹ Tâm đã có lượt đăng ký là 6,86 triệu, là ca sĩ có lượt theo dõi cao nhất của YouTube Việt Nam. Thế ai đã là fan của nữ ca sĩ đều dành cho cô một tình cảm hết sức đặc biệt. Đó không còn là tình cảm giữa người hâm mộ với thần tượng, mà thay vào đó chính là sự yêu thương của những người em dành cho người chị cả trong một đại gia đình. Người hâm mộ có thể sẵn sàng cười, cùng nhau khóc hay ra sức bảo vệ Mỹ Tâm mỗi khi cô gặp vấn đề. Sẽ có nhiều người nhìn vào cười đẻo và cho đó là fan cuồng, nhưng đối với fan của cô, những điều ấy không quan trọng. Nàng hoa mỹ tóc nâu cũng nổi tiếng bởi độ yêu thương người hâm mộ, cưng chiều và trân trọng họ như người thân trong gia đình. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.